đóng, người dân thành phố Hồ Chí Minh rất lo lắng về bản giá đất mới. Vậy là luật đất đai 2024 đã được áp dụng và nó đang ảnh hưởng đến chi phí đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh. Các chi cục thuế họ chỉ đang tính tiền sử dụng đất cho các hồ sơ nộp trước ngày 31 tháng 7, còn các hồ sơ nộp sau ngày 1 tháng 8 thì cơ quan thuế họ sẽ chờ hướng dẫn cụ thể từ Trung ương. Bảng giá đất mới nó tăng rất là cao so với hiện thành khiến cho chi phí đền bù giải tỏa cũng như là tiền sử dụng đất nó tăng cao. Tuy nhiên, việc tăng giá đất đột biến đang gây lo ngại cho người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và trung bình. Nhà nước cần đưa ra những biện pháp hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của những người này để tránh tình trạng họ bị đẩy vào khó khăn tài chính khi mà giá đất tăng cao. Việc tăng giá đất như vậy là ảnh hưởng đến bất động sản kéo theo giá nhà ở tăng và giảm khả năng hấp thụ nhà ở của một số bộ phận người dân, nên việc đưa ra biện pháp là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo công bằng xã hội. Ví dụ như trên màn hình ta thấy đất màu hồng, đất sau này quy hoạch sẽ trở thành đất của nhà nước và nhà nước sẽ đền bù theo bảng giá thị trường. Ta thấy đất trồng lúa nước sau này quy hoạch sẽ trở thành đất để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt chăn nuôi. Đây là khu vực trồng cây lúa nước, cây lâu năm và nhà ở nông thôn sau này quy hoạch sẽ thành đất trồng cây hàng năm. Vào ngay hillland.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.